Hello cả nhà, cái video này em sẽ hướng dẫn cho mọi người cài đặt cái đồng hồ DT No 1, DT5 Sport. Đây là phiên bản rất là mới nhá. Nó tân tiến từ cái bản DT5M ấy lên. Thì anh nào mà thích đeo cái bản vừa pin trâu này, loa to này, các thứ đều tính năng đều ngon, pin có khi lên tới cả tuần liền. Màn đẹp, máy mượt thì chọn cho em bản này. Trước tiên cài đặt thì các anh tải cho em cái ứng dụng nào Wear Pro này nhá. Sau khi tải xong ứng dụng anh chị bật lên này, nó hỏi là mình có cho phép thông báo không thì phải bấm cho phép giúp em nhá. Và bấm tôi đồng ý này. Bấm tôi đồng ý thì ở đây nó đang yêu cầu mình đăng nhập. Cái này thì mình bỏ qua cái bước điền tài khoản các thứ này. Còn nếu như anh chị nào dùng iOS thì bấm vào biểu tượng quả táo. Còn nếu như anh chị nào dùng Android thì bấm vào biểu tượng chữ G nhé. Tại vì mỗi một điện thoại nó đã có một cái tài khoản rồi. Đó, như cái này em đăng nhập bằng tài khoản Apple của em này. Ok ạ, muốn sử dụng Bluetooth phải bật lên này, cho phép này. Sau khi đã cài đặt xong cái app đó rồi thì anh chị vào mục trang thiết bị. Đó, xong ở trên này nó hiển thị tìm kiếm thiết bị, mình bấm vào cho em. Thì nó sẽ hiển thị những cái đồng hồ đang có ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào nối vào thiết bị có tên là smartwatch nhé. Đó, cho phép khi sử dụng ứng dụng này. Ghép đôi thành công này. Hoàn tất này. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ vào mục đây nó đang đồng bộ thiết bị này. Cái này cài rất đơn giản thôi, nó sẽ đồng bộ với lại cái thiết bị này và chúng ta cũng không cần phải cài đặt nhiều chi tiết khác, nó sẽ đồng bộ toàn bộ. Đó, thì mình sẽ bấm vào mục mặt của đồng hồ nhé. Ở đây anh chị thích tải cái mặt nào thì anh chị tải thôi, mặt nào nó đẹp thì mình tải này. Đó, những cái mặt nào miễn phí thì mình tải, những cái mà mặt nó có tính phí thì mình bỏ qua nha, vì ở đây nó có rất nhiều. Đó, ví dụ như mình cài cái mặt này đi, mình có cài đặt. Đó, như này đã thành công này. Chị bấm hiểu rồi giúp em nhé. Đó đây, nó sẽ cập nhật cái hình này như thế này. Thế này là thành công ạ. Còn nếu như mà anh chị nào muốn thay hình nền cá nhân của mình lên thì chúng ta sẽ bấm vào mục tùy chỉnh này và tải ảnh nền nhé. Ảnh nền có trong máy ạ. Chọn từ album này. Cho phép truy cập tất cả ảnh này. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn lên một cái ảnh và bấm xác nhận. Thế là xong thôi. Cài đặt này. Như thế này là đã cài đặt hình nền cá nhân và cái hình nền có sẵn rồi. Bây giờ anh chị tiếp tục đến cài đặt tin nhắn hay là cài đặt các tính năng khác, anh chị vuốt xuống dưới này, cho phép thông báo cuộc gọi này, nhắc nhở tin nhắn này, bật lên này. Đó. Rồi cần nhắc nhở gì anh chị bật lên cho em nhé. Còn thêm nữa là thêm cái số liên lạc thường xuyên anh chị cộng lên cho em. Đó, cho phép truy cập danh bạ, cộng lên khoảng 8 đến 10 số thôi nhé. Rồi bấm đồng bộ là xong. Đó. Cái tính năng gọi qua Bluetooth này thì anh chị bật lên thì nó mới cho phép gọi này. Cài đặt đồng hồ này, nâng cổ tay sáng màn hình bật lên này, theo dõi nhịp tim bật lên này. Đó, như thế là em đã hướng dẫn cho mọi người cài đặt chi tiết rồi, nhưng mà có một số anh chị không nhận được hết tin nhắn thì anh chị vào mục cài đặt này cho em nhé. Cài đặt này, trong mục thông báo này. Mục thông báo này phải cho phép hiển thị bản tin xem trước luôn luôn này. Rồi thông báo của Zalo, Facebook, Messenger, các anh chị bật cho phép thông báo này, hiển thị bản tin xem trước này. Đó, từng ứng dụng một, các anh chị những cái ứng dụng hay sử dụng anh chị phải bật chi tiết nhé, chứ không nó không nhận đâu ạ. Đó, đây cho phép thông báo là một này, hiển thị bản tin xem trước này. Đó, chi tiết luôn cho em. Còn riêng cái Zalo ấy, nó có một cái mục nữa là anh chị vào mục Zalo này. Vào mục Zalo của mình bấm vào mục cá nhân nhé, bấm mục cá nhân này. Bấm tiếp vào mục cài đặt cho em. Trong đấy nó mục thông báo thì bật hiển thị bản tin xem trước giữa hai người lên là ok.